Chào các bạn, Mắt Kính Việt vẫn đang đi nhập hàng ở nước ngoài như mọi khi. Và nơi mà Mắt Kính Việt đang đứng là đại bản doanh của Ray-Ban, một niềm vinh dự rất lớn cho Mắt Kính Việt. Bởi cả Việt Nam, thậm chí trên thế giới, không phải ai cũng được hãng đặt cách mời đến nhập hàng trực tiếp như thế này. Đây là kho hàng trưng bày những mẫu Ray-Ban mới nhất thế giới, mới đến nỗi mà đôi khi các bạn chưa thấy được bán ra ở bên ngoài thị trường, chỉ những đại lý lớn như Mắt Kính Việt mới được xem trước để đặt hàng. Điển hình là bộ sưu tập Ray-Ban Reverse này, một sự tiên phong đột phá trong thiết kế bởi sự dám nghĩ dám làm của Ray-Ban. Thông thường trồng kính của chúng ta sẽ có xu hướng là bo cong ra ngoài, hay gần đây các hãng nghiên cứu trồng kính hình dáng thẳng đứng, thẳng phẳng như gương, nhưng lần này Ray-Ban lại đi ngược lại, là lõm ngược vào. Nhìn ở góc độ này các bạn sẽ thấy rõ, trồng kính lõm ngược vào trong. Quá độc đáo phải không các bạn? Và bộ sưu tập Ray-Ban Reverse này sẽ được Mắt Kính Việt tiến hành đặt hàng về. Đặc biệt, khi tiếng tích này kêu lên thì đơn hàng mới được xác nhận và chuyển đến cho Ray-Ban. Rồi sau đó hãng mới tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng riêng của Mắt Kính Việt. Có nghĩa là Mắt Kính Việt sẽ tay không về Việt Nam, khi nào hãng sản xuất xong, hàng hóa sẽ được gửi về sau. Còn chiếc kính mà mình đang đặt ở trên bàn này á, nó chỉ là hàng mẫu để mình xem tham khảo đặt hàng thôi chứ không hề lấy. Do đó, khi đến Mắt Kính Việt, khách hàng không chỉ được mua sản phẩm với giá tốt nhất mà còn được sở hữu mắt kính Ray-Ban chính hãng từ những bộ sưu tập mới nhất thế giới. Chấp hơn nữa, mới vừa đặt hàng sản xuất, mới 100%, Mắt Kính Việt đại lý ủy quyền bán lẻ mắt kính Ray-Ban chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.